vụ gia đình 5 người ở Sài Gòn, tiếng động định mệnh. Hung thủ gây ra vụ thảm án ở Sài Gòn khai nhận, nguyên nhân do bị bà chủ chửi mắng vì phát ra tiếng động lúc rạng sáng. Đối tượng được xác định gây nên vụ thảm án ở Sài Gòn là Nguyễn Hữu Tình, sinh năm 2000, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Các nạn nhân gồm ông Mai Xuân Chinh, 46 tuổi, bà Mai Thị Hồng, 37 tuổi, vợ ông Chinh và ba con là Mai Xuân Triệu, 13 tuổi, Mai Huyền Diệu, 11 tuổi và Mai Huyền Diệp, 6 tuổi. Sau khi điều tra, công an xác định Tình rời quê lên Sài Gòn làm thuê với công việc phụ hồ. Đến cuối năm 2017, qua người giới thiệu Tình được ông Mai Xuân Chinh nhận vào làm công việc sản xuất máng xối inox cho gia đình ông, với mức lương hơn 4 triệu mỗi tháng. Cùng làm với Tình còn có hai công nhân khác quê Thanh Hóa. Tới thời điểm Tình gây án, đối tượng có thời gian làm tại đây khoảng hơn 2 tháng. Trong quá trình làm việc, Tình thường xuyên bị vợ chồng ông Chinh la mắng vì mãi chơi và làm sản phẩm bị lỗi. Ngày 12 tháng 2, 27 Tết, hai công nhân quê Thanh Hóa về quê ăn Tết, riêng Tình xin ở lại và cùng dự bữa cơm tất niên với gia đình ông chủ. Chiều cùng ngày, Tình phụ giúp ông Chinh khiêng bàn ghế ra ngoài sân lau chùi. Sau khi làm xong, Tình lên lầu ngủ tiếp đến 21 giờ ngày. 12 tháng 2, Tình nghe bà Mai Thị Hồng, sinh năm 1981, vợ ông Chinh, chửi nên không ngủ được. Đến 4 giờ sáng hôm sau, Tình thức giấc, đi qua đi lại trên gác, và làm rơi viên bi sắt xuống sàn gỗ nên bà Hồng thức dậy, nói lớn giọng, giờ này không ngủ còn đi tới đi lùi. Tình tức giận nên dùng dao bấm đâm bà chủ. Bị đâm, bà Hồng chạy xuống phòng khách ở tầng trệt. Lúc này ông Chinh tỉnh dậy liền bị Tình đâm gục. Các con ông Chinh nghe tiếng la nên mở cửa phòng ra xem và bị Tình liên tục dùng dao đâm. Khi xuống dưới nhà, thấy bà Hồng vẫn đang chửi, Tình cầm dao đâm nạn nhân gục tại cửa. Sau khi sát hại cả nhà ông chủ, Tình mở két sắt nhưng không được. Tình lấy hai chiếc điện thoại của vợ chồng ông Chinh, một số nữ trang và chiếc xe máy tẩu thoát. Tình nhờ bạn là LMK, sinh năm 1992, quê Long An, đến bệnh viện quân y 175, quận Gò Vấp, đóng tiền viện phí giúp mình. Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật, băng bó vết thương, hung thủ rời khỏi bệnh viện và dùng xe máy của ông Chinh chạy về huyện Cần Giuộc, Long An, thì bị công an bắt giữ. Đối với tài sản cướp được, Tình nhờ LMK bán dùng hai điện thoại cùng với laptop của Tình tại một cửa hàng máy vi tính ở quận Gò Vấp. Một chiếc điện thoại do bị khóa nên Tình cho K sử dụng. Đối với bộ trang sức gồm dây chuyền, nhẫn và đôi hoa tai, Tình mang đến nhà một người bạn gái ở Long An nhờ cất dùng. Tại cơ quan công an, LMK khai nhận sáng 13 tháng 2, Tình có nhờ đem bán hai điện thoại. Sau đó, vì một điện thoại bị khóa tài khoản nên Tình cho K sử dụng. Sau khi biết Tình là kẻ giết người, K đã mang đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh giao nộp tang vật. Trước đó, sau khi có thông tin về vụ thảm sát, công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhận định Tình là đối tượng có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ việc, bởi Tình vừa đến cơ sở của nạn nhân hơn một tháng. Vợ ông Chinh lúc đầu đã không đồng ý vì Tình ham chơi, bỏ bê công việc, từng bị ông Chinh chửi đánh. Tình không có hợp đồng lao động, lai lịch không rõ ràng. Một số mẫu vân tay, mẫu ADN trên thi thể nạn nhân sau khi kiểm tra được xác định là của Tình. Trưa ngày mùng 1 Tết, các trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn có bàn tay băng bó, trùng khớp với đặc điểm của Nguyễn Hữu Tình đang ăn nhậu tại nhà của K. Sau khi có cơ sở khẳng định đó chính là đối tượng Tình, các trinh sát ập vào nhà bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của gia chủ, vì không ngờ vị khách của gia đình là kẻ giết người máu lạnh. Quảng Ninh điều tra các đối tượng gây rối tại trạm BOT Biên Cương. Chiều 22 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra công điện, yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra các trường hợp có hành vi cố tình gây rối, cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự tại khu vực trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ quốc lộ 18, đoạn Hạ Long, Mông Dương, trạm BOT Biên Cương, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo tăng cường lực lượng thanh tra giao thông, tổ chức kiểm tra điều kiện hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông, rà soát, cắm biển báo giao thông cấm đỗ, cấm dừng tại khu vực trạm BOT, đảm bảo đúng quy định hiện hành. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả và huyện Vân Đồn chỉ đạo cơ quan chức năng nắm tình hình toàn diện, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng chống đối, cản trở giao thông, mất an ninh trật tự khu vực trạm BOT Biên Cương.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả có phương án giải tỏa ngay, tránh tình trạng ách tắc giao thông đối với ô tô qua trạm. Công ty cổ phần BOT Biên Cương phối hợp với lực lượng chức năng trong việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ quốc lộ 18, đoạn Hạ Long Môn Dương theo đúng quy định. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 2, một số đối tượng đã tập trung, lôi kéo người dân khu vực thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn gây rối, cản trở giao thông khi trạm BOT Biên Cương, trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ quốc lộ 18 đoạn Hạ Long Môn Dương đi vào hoạt động. Một số cá nhân còn sử dụng mạng xã hội hô hào, hẹn người dân đến trạm BOT Biên Cương để phản đối việc thu phí sử dụng đường bộ. Khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, hàng trăm người dân đã tập trung trạm BOT Biên Cương, trong đó một số có thái độ phản đối việc đặt trạm thu giá chưa hợp lý và mức thu phí cao hơn các trạm khác. Trước tình hình trên, trạm BOT Biên Cương đã huy động cán bộ, nhân viên điều phối luồng xe, bán vé di động. Tuy nhiên, do lượng phương tiện khá đông nên gây ra tình trạng ách tắc giao thông. Đến 15 giờ cùng ngày, trạm BOT Biên Cương đã tiến hành xả trạm nhưng người dân vẫn đứng chặn đầu các xe ô tô, dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ kéo dài. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã có mặt kịp thời để giải tỏa tình trạng ùn tắc, giữ gìn trật tự an ninh. Đến 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2, trạm BOT Biên Cương đã thông suốt hai đầu, nhiều người dân đã ra về. Cơ quan chức năng đã xác định được 27 phương tiện của 27 cá nhân có hành vi chống đối việc thu giá sử dụng đường bộ tại trạm BOT Biên Cương. Dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 18, đoạn Hạ Long Môn Dương được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2015 theo hình thức BOT, đầu tư, khai thác, chuyển giao do công ty cổ phần BOT Biên Cương làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng. Trước đó, trạm thu giá BOT Biên Cương đã vận hành thử nghiệm, phát vé không thu tiền, từ ngày 29 tháng 1, bắt đầu khai thác hoạt động, có thu tiền, trong 2 ngày 13 và 14 tháng 2. Sau đó, trạm tạm dừng hoạt động trong 5 ngày nghỉ Tết, từ 30 tháng Chạp năm Đinh Dậu 2017 đến ngày mùng 5 Tết Mậu Tuất 2018, và thu giá trở lại vào ngày 21 tháng 2. Dân mạng bức xúc khi đi du xuân, rời điểm du lịch, khách bỏ lại cả bầu trời rác thải. Những hình ảnh sân bay Vinh, thành phố Đà Lạt, tuyệt tình cốc, ngập ngụa trong rác thải sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán khiến dân mạng ai nấy đều ngán ngẩm. Mỗi khi kết thúc nghỉ lễ hay sau màn bắn pháo hoa 15 phút, rác thải lại ngập tràn khắp mọi cung đường. Cảnh tượng đó có lẽ không mới lạ. Thế nhưng, khi cả một thành phố cùng chìm trong rác thì câu chuyện lại diễn biến theo chiều hướng khác hẳn. Mới đây, nhiều người không khỏi choáng váng khi nhìn thấy những bức ảnh chụp lại cảnh thành phố Đà Lạt xinh đẹp ngập ngụa rác thải sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày. Khách du lịch đến đây đón Tết và khi họ rời đi, phía sau chỉ còn lại rác thải. Đường phố bừa bộn, những thùng trống rỗng trong khi ngay cạnh đó là một bãi rác tự phát. Công nhân gần như bất lực khi dọn mãi vẫn chưa hết rác vương vãi tứ tung. Cảnh tượng ấy khiến ai nấy đều ngán ngẩm. Chia sẻ những bức ảnh này trên Facebook, nickname THVIP, cảm ơn các bạn đã để lại cho thành phố chúng tôi, thành phố được gọi là yên bình nhất trong những năm về trước. Còn bây giờ các bạn đặt chân đến tham quan du lịch, và hậu quả sau khi các bạn vui chơi, ăn uống là như thế này đây. Đà Lạt vốn nổi tiếng là nơi yên bình, mộng mơ. Thế nên những chia sẻ của cô bạn nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Không chỉ chán nản về ý thức của khách du lịch, nhiều người còn tỏ thái độ lo lắng nếu như tình trạng này cứ liên tục xảy ra, thì thành phố này chẳng mấy chốc sẽ bị hủy hoại cảnh quan. Trước đó, khách du lịch đổ về Đà Lạt trong dịp Tết Nguyên Đán rất đông. Đến tối mùng 6 Tết, dù lượng khách đến Đà Lạt đã thuyên giảm, nhưng trung tâm vẫn còn khá đông đúc người và xe. Ngoài chia sẻ của TH, một số trang báo cũng cập nhật cảnh tượng đông đúc và xả rác vô tội vạ tại đây. Ở Tuyệt Tình Cốc, một điểm du lịch khá hoang sơ ở Đà Lạt, giới trẻ cũng kéo đến thi nhau chụp ảnh check-in và khi rời đi, đã để lại không ít rác thải. Những thông tin như vậy đang khiến hàng nghìn người bức xúc, nhất là khi chúng lại xuất hiện dồn dập từ trên mặt báo đến các trang mạng xã hội. Không chỉ có Đà Lạt, mới đây, nickname LC cũng chia sẻ trên Facebook cảnh tượng sân bay Vinh ngập ngụa rác thải. Cụ thể, quanh hàng ghế chờ ở sân bay là vô số vỏ lon nước ngọt, nước suối bị vứt lại nằm lanh lóc. Trên các hàng ghế, nhiều hành khách gục ngủ với gương mặt mệt mỏi và dưới chân họ là cả một bãi chiến trường. Một số người khác nhìn thấy rác ở khắp nơi nhưng vẫn khoanh tay tỉnh bơ. Sau khi hình ảnh được đăng tải lên Facebook,
Những bức ảnh chụp tại sân bay Vinh cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Ai nấy đều bức xúc và chán nản trước ý thức của những người có mặt lúc đó. Đầu xuân năm mới, chắc chắn nhiều người đang có kế hoạch du xuân, lễ chùa. Và có lẽ chúng ta nên nhìn lại những hình ảnh trên để một lần nữa, tự nhắc nhở bản thân dù có đi đến đâu cũng đừng vô tư xả rác bừa bãi. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.